Nej, men far. Nej, men far. Hallå! Vi kliver ni, jag tror. Đây, mỗi sáng thứ bảy, Thảo ra đây mua trái cây rất là rẻ và rất là ngon. Mỗi sáng thứ bảy là có chợ này và thứ tư. Nên người Đức ở đây, chợ vùng quê mà, người Đức ở đây rất là thích đi chợ buổi sáng thứ bảy và thứ tư. Những người ở quê đem ra mỗi lần ra đây là người Việt Nam mình là kêu chợ chợ. Giờ mình đi quay quanh một vòng cho mọi người thấy nhé. Mấy người già thích ra đây bán lắm, trong quê đem bánh, chuối, bánh mì, khoai tây, trứng. Mọi người rất là thích ra đây mua. Đây những cái bánh mà người ta làm bằng ở nhà chuyên nghiệp rất là ngon, nổi tiếng của Đức là bánh mì. Đây tiệm bánh mì này luôn luôn đông. Những chiếc xe tụ chợ buổi sáng là phong tục của người Đức, vẫn giữ truyền thống là thích những cái chợ trời như vậy. Các nơi ở nước Đức, mỗi nơi mỗi vùng có một cái chợ như vậy. Thì đây là chợ của Cúc Sa Phình mà nơi Thảo ở đây. Những cái nuốt quýt, mật ong. Mật ong này là tự trong người ta tự làm rượu táo. Mùa Giáng sinh, mùa Giáng sinh có những cái người ta bán những cái chân cho giáng tuần. Alles gut? Ja, nur schauen. Und dann. Ist das eine Kamera oder was willst du noch? Nein. Nur Kamera? Oder nein. Handy auch. Alles klar. Khoai tây đến sân quê đem ra để ta tự trồng. Người Đức mỗi sáng thứ bảy và thứ tư ra đây là có những cái chợ giống như là chợ tụ họp. Hôm nay trời mưa,
không hả mẹ? Đây, người ta đem bông ra bán ở chợ trời. Wow, cái cây này tím đẹp quá nè. Lạ nha. Cannabis cancer cry. Cô Thảo hỏi đây có cái chợ này lâu chưa? Bằng mấy chục năm. Ồ, cháu không biết đâu. Đây cô Việt Nam. Cháu không biết đâu. Không biết cái chợ này có bao lâu. Chắc chục năm. Hay là lâu hơn rồi. Hay là nó cháu đi làm lại nhé. Ủa chỗ con không có bán à? Mọi người rất là hớn hở đi những cái chợ này trong cho chiều thứ bảy là mình có những cái chợ. Sáng thứ bảy bán đây 7 giờ sáng bán tới 2 giờ chiều là tan. Và thứ tư có lại đây trứng. Trứng này là trứng trong quê người ta nuôi, người ta đem ra nên rất là đặc biệt. Cái trứng ở đây rất là to.